thẩm mỹ viện Lydia xin chào cả nhà nhé. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại tầng 3 phòng tiểu máu để livestream trực tiếp quá trình bác sĩ sửa mũi và nâng khung mày cho bạn Quỳnh nhé. Trước khi đến với thẩm mỹ viện Lydia thì bạn Quỳnh đã làm mũi tại một cái cơ sở khác cách đây 3 năm rồi mọi người ạ. Nhưng mà do phần xi mũi của bạn nó khá là ngắn và khiến cái đầu mũi của bạn bị cụp xuống. À, chính vì thế là bạn đã đến với lại thẩm mỹ viện Lydia để sửa lại và nâng cái đầu mũi cho nó cao lên. Đây mọi người có thể quan sát nhé, cái hình ảnh mũi của bạn trước khi bác sĩ thực hiện nhé. Và chúng ta có thể quan sát mũi trái bên khác. Đây chúng ta quan sát nhé, cái đầu mũi của bạn ấy đó bị sụp xuống tại vì hình như là thiếu sống đúng không em? Đó. Đây là vị trí này các bạn có thể thấy nó sụt xuống. Đó. Làm xong đấy là cho nó đẹp luôn. Cả khuôn mặt của bạn rất xinh mà chỉ mỗi cái mũi thôi. Mũi với mắt sao? Cái mắt của bạn phải kéo lên nhỉ, đúng không? Bạn hôm nay thì bạn sẽ thực hiện được cả combo cả hai dịch vụ đúng không? À. Và đồng thời bạn cũng thực hiện một cái dịch vụ nữa đó là nâng cái cung mày vì là cái mí mắt của bạn ấy cũng khá là sụt. Khi mí mắt của bạn ấy khá là sụt thì mà chúng ta nhìn trực diện thì nhìn thấy khuôn mặt của bạn nó khá là già mọi người ạ. Và chúng ta cùng mà cùng lắng nghe cái chia sẻ của bác sĩ nhé về cái tình trạng của bạn Quỳnh. Chúng ta có thể thấy đây là cái đầu mũi của bạn khách hàng này. Đây, chúng ta sờ về. Để cái xi nâng mũi cũ thì nó khá là ngắn, nó không có phần đầu xi ở đầu mũi. Thì giờ chúng ta có thể thấy là mũi đang bay ở đây thì đến đây là cũng đập xuống. Thế nguyện vọng của bạn khách hàng là muốn thay cái xi khác và làm sao nâng được cái đầu mũi lên. Thế còn kể về cái mắt thì đặc điểm của cái khuôn mắt này là hốc mắt sâu, xương trán rất là nhô, lông mày thì phun xăm sẵn. Do đó với cái mắt này thì chỉ định rất là dễ dàng trong việc nâng cung mày mà không cần phải cắt mí, thì chúng ta sẽ bảo tồn được cái nếp mí của bạn ấy giữ nguyên như vậy, chỉ nâng lên một chút thôi, nhìn thẳng vào máy em đó thì đã lộ được cái mí ra và nó khá là nhanh đẹp. Ở trong cái tháng 8 này thẩm mỹ viện Lydia thì có rất là nhiều chương trình ưu đãi mọi người nhé, giảm sâu tới 50% cho tất cả các dịch vụ và nâng mũi, nâng ngực và chăm sóc da. Chính vì thế là nếu mà chúng ta có nhu cầu thì nhu cầu để làm nâng mũi hay là nâng ngực chăm sóc da thì chúng ta cũng tận dụng cơ hội này để đến thẩm mỹ viện Lydia để đón nhận các cái ưu đãi. Hiện tại thì bác sĩ và ekip đang thực hiện đó là làm cái dịch vụ combo nhé, nâng mũi và nâng cái cung mày của bạn Quỳnh, thì chúng ta cũng sẽ hãy chờ cái kết quả của bạn nhé sau khi bác sĩ thực hiện xong. Rồi xin cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái buổi livestream của thẩm mỹ viện Lydia nhé. Nếu chúng ta có yêu cầu sử dụng các dịch vụ nâng mũi, nâng ngực hay là chăm sóc da thì chúng ta hãy liên hệ sớm với lại thẩm mỹ viện để đón nhận các ưu đãi trong cái tháng 8 này. Thì trong tháng 8 thì thẩm mỹ viện Lydia có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi giảm giá rất là sâu mọi người nhé.